sau. Chắc là ra gần đá ngoài đó cả nhà. Trời, có tay luôn hả? Có tay để mình bắt mấy con sò mai đó cả nhà. Sò mai rất là bén. Bữa trước lũ lặn nó cách lúa một đường rồi nè cả nhà thấy không? Ở đây có san hô nè. Tới chỗ rồi cả nhà. Rồi xe tại. Chỗ này sâu không anh lên? Lúc gì mà lúc đầu đó hả? Rồi đi bắt thôi cả nhà ơi. Nhẹ nhẹ. Ê đừng có bay xuống rồi. Ủa gì mà có ốc sao? Ốc mà mình bắt theo nó gần đá đó. Là à. Đâu trong đá. Dạ. Còn còi làm gì vậy? Ôi trời. Vậy xuống được ẩu à. Mát. Có ấy chết liền á. Có cát kìa. Thôi bay xong chuyên nghiệp á cả nhà. Có đi về nữa. Ảnh có trải nghiệm rồi. Chắc kìa. Thôi đừng nhắc cái gì xưa ngày em không xuống luôn á. Xuống đi. Đâu. Đây anh cầm ra nè, em xuống anh đưa. Dạ. Hút đi, hút bình thường, đâu có ướt đâu sợ. Rồi. Bây giờ bắt ở đâu? Được xà đó. Xà cũng đá. Xà hồi nãy nó hép miệng lên mà. Ốc nè. Cứ lắm cứt. Nè, ở đây ơi. Ốc nè. Đây đây. Không biết sao là còn sống luôn kìa. Còn ê Lợi ơi. Ôi hào này hồi sữa luôn hả vậy? Ăn được chứ. Phải hồi sữa không? Bà con. Chốc chân trời. Mấy con này ăn qua sao bị là đã luôn á anh. Anh tên gì em quên nữa rồi. Anh Mỹ. Anh Mỹ. Cái này nó có cái còi nhỏ à. Cái còi nó bự. Ê Tài ơi.
Thầy ơi, tao cởi áo luôn đi. Chơi hồi bắt quần bắt áo luôn anh. Khoan, khoan, cởi áo ra hả? Này cầm máy đi. Chỗ này hơi sâu. Đang quay đó, đang quay đó. Sao mình đứng không tới nó hơi có. Đây là xong, cái dạo này xong. Cái gì, cởi quần tới áo luôn hả? Ừ. Thằng ơi, cởi gì nữa không? Không phải. Không phải. Bắt tụi mày đi bà. Ủa nãy giờ cho con tròn máy xuống nữa không? Có. Được không? Ê nè, con được này nè. Lên chưa? Bự lắm. Con gì á? Bắt cho, bắt cho. Cầm phải không? Đây nè. Ấy coi chẳng đứt tại đó. Nãy giờ phải không? Không phải, đang kiếm lại cho bắt tiêu rồi. Bắt nước kìa. Ghê. Nè, nói chuyện trong kia nghe vậy vậy mày. Ô. Ê. Ô. Ê, mày ơi, biết sao bắt giỡn tại. Mày đổ lên được con rồi á, cái mày lấy cái gốc này nè. Mày xeo á. Khoan không? Ai. Ê. Ê, này bạn đi thôi. Cái gì anh? Cái tên gì kìa? Mượn cho má luôn. Vô cả nhà ơi. Con này là con ăn rất là ngon cả nhà. Ăn cái thịt nó thì nó xong rồi. Xong. Ăn cái thịt nó thì nó xay, còn ăn cái ngồi của nó cả nhà rất là ngon nha. Nè, lúc ăn thử hôm qua rồi. Kia. Đi sao đắng? Gì? Con cá bông mu. Cái đâu kỳ vậy? Nó chưa vô đây nè. Ôi trời. Trời. Trời đi vậy. Nhìn giống quá ha. Không, mình đem về thả về ông nuôi được á. Ừ. Đi vậy. Con cá vô cái á gì. Hay thiệt quá. Cua biển cái vậy? Có gì? Nhỏ quá. Cua này nó lớn. À. Trời ơi, này sâu quá à. Đục ngẹ quay. Như sao? Ghẹ. Đâu? Con ghẹ đâu? Ở đâu mà mắc được rồi? Con kia cua đá chứ đâu phải kẹ. Cua hả ghẹ? Con cua. Cua nó bị lớn hết lóc hả anh? Anh ơi, nó nhanh dữ lắm, nó nhanh. Con cua này là hết lóc rồi hả? Thịt nó ngon anh. Nhỏ hả? Nhỏ hả, bỏ đi. Thả nó về thiên nhiên đi. À, nhìn nó lội nè, dữ lắm, nhanh nè. Nào, 1, 2, 3. Mua vậy mà hay chứ chạy. Hết rồi. Lên chưa? Gần lên rồi. Cái gì? Lên. Đó lên. À, tao cũng muốn lên luôn rồi. Trời ơi. Hai con này ghê nè. Có con gì vậy thịt nó. Nó nặng hết. Vỏ vậy hả? Ờ. Con này bự ghê cả nhà. Gì hả, lú này gì hả? Dạ. Dạ. Mày kiểu tao bắt con này đi hả? Không,
Ừ. Thấy mày hiểu vốn ngặt ngặt không kìa. Giò cái giò, cái giò mình bắt dạy mà sợ gì? Xíu tao không lộ. Hít vô. Ừ. Hút lẹ. Đâu rồi? Đây, bắt tay mày, nó học xuống dưới luôn mày. Cái gì? Nó học xuống dưới luôn mày. Đây con nãy bằng kia nè. Đây nè, lo. Lo lên. Đây nè. Nó học xuống dưới luôn bộ. Cái này. Ừ, mấy nhỏ nhỏ bỏ đây lại. Nhiều quá. Mấy nhỏ bỏ lại đi cả nhà. Bán mấy bự thôi. Thôi về nhà mình lửa lại. Vô duyên quá, vô duyên quá, xong vô duyên quá. Chỗ người ta lao. Chỗ người ta vô duyên. Vô duyên. Mấy anh rồi. Mấy anh có nuôi ốc hương lần này đó cả nhà. Giác này á. À, mình sẽ ra mình coi cho ăn như thế nào nha. Bên hai về chưa anh? Anh vợ, anh Lũ. Bây giờ mình sẽ vô coi cái cảnh ốc hương ăn mồi như thế nào nha cả nhà. Khoan khoan anh Lũ, cho em vô trước anh Lũ ơi. Chơi. Lúc đầu là không có con nào cái nhà, mua hồ cái nhà coi nè. Phải đổi cát lên từ từ. Ừ. Vậy chứ cua ốc tôm rồi nè, đầu tươi hết nha. Này mua cho mất tiền, cái này mình ăn được chứ. Trời ơi, nó tươi còn hơn cái nhà em nữa. Tươi hơn cái quê em nữa. Vậy thì nó lên nóc rồi đó. Cả nhà cho cảm giác như thế nào cả nhà?
cực kỳ luôn á cả nhà ơi. Ba sông dưới cái lòi thì đang lặn cá ngoài kia kìa, không biết lặn cái gì ngoài kia nữa. Cả nhà nào giờ lúa mới thấy là người ta nuôi ốc hương là như vậy luôn á. Hồi nãy anh Lũ anh đưa cho lúa một con nè. Ốc này ốc cũng loại ok cả nhà, mấy chục con một ký á. Ở đây thì tại chỗ này thì đồ ăn hải sản nó rất là rẻ cả nhà. Rẻ, ở đây chỉ có 180 ngàn một ký thôi, nhưng mà ăn rất là ngon nha. Thôi bây giờ mình lên, mình cùng nhau làm với mấy anh em để một hồi nữa mình làm lương xương nha. Cũng chiều chiều rồi cả nhà. Anh em ra bờ cát, bờ đá ngồi lai rai. Còn mai thì mình lấy cầu ra mình làm gì làm? Nướng là sao không? Sống mà nướng là lục. Tại ổng về mới có ớt sống được. Mua ớt. Mai mình hắn xúc điện ổng hả, kêu ổng mua chai bột tạt giùm. Dạ. Uống bia bọt vô chạy vô mua. Bia luôn đi. Lấy ra cho em lấy cái xuồng vô cổng mới được. Nãy hồi ông ra không có chữ. Lấy cho em 4 thùng đi. Xong rồi hồi mình ra mình đi trải nghiệm con mực luôn. Xế ra con mực. Sao anh em? Ừ. Tùy anh em thôi đó, hỏi anh biết ảnh ở đây không thì ảnh vừa. Quá trời sướng luôn. Vậy đó, giờ quyết định vậy không? Giờ... ra ngoài con mực ha. Đi ảnh chạy vô mua đồ cho. Đó. Khoái khoái nha. Đó. Cái này là hồi nãy mình lặn đó cả nhà. Đây là nhiêu con sò sò còi. Biên mai. Có gì? Còi biên mai. Còi biên mai ha. Còi biên mai. Nãy mình lặn ha. Mình ăn cái còi không cả nhà. Đó. Nhiều bộ. Cảm ơn con. Nhiều lắm. Sao xong bữa nay là tại trải nghiệm được lần nữa hay sao? Bữa nay có sò nha. Có còi chứ. Xem lép gì chạy. Trời ơi. Cái gì? Cái con còn gì đó mà ngon nữa. Con đó gì nha? Là lạ. Điệp. Điệp giấy. Điệp giấy hả? Anh thằng ơi là trời cái con mày lớn mà cái thịt mày lớn này hả? Bảy màu. Này giống như làm đá xà cừ như vậy. Lửa thử lửa. Con không hả? Ừ. Cái này ngon không anh? Mày chấm mày quét bồ tại vô vô một đống thì sao tao ăn được? Thôi dẹp đi. Mày ăn đi. Quậy lên. Ngon á. Mày quậy lên ngơi rồi kìa. Quậy lên tay. Chú anh ơi, anh Long. Ba xong á. Ba xong chơi lúa cả nhà, để chấm bồ tạc xanh dần luôn nè. Ta chơi là ta phải giấu, nhưng mà cái này ta công khai mà. Ăn cơm. Ăn thì không có như này. Trời ơi. Thử nha. Ôm đi. Nửa chén thôi, em nửa chén. Ăn cơm cả nhà. Ở đây có anh Lũ với mấy anh đây hỗ trợ mấy anh em tiếp dân biển nha cả nhà. Em nữa ít hơn rồi nó thôi. Mấy quá. Ơi, đập cái da tại về chừng nào đó. Chừng nào cũng chưa. Biết rồi. Đơn giản quá ha. Điểm tối. Đập hai con đập lại á. Tôi gọi lại cái con nó chóc cho mày á. Có máy không? Đập cái giờ vậy đó. Cho hai con nó đều nhau gõ máy da xong rồi. Biết cái máy này xài được không? Giờ ba con cái nó hư rồi, mỗi con kiện vẫn nó hư hết cái. Đó. Thế vậy. Hai con đều đều nhau nó mới già. Nhưng mà nghe nói mày ăn luôn cái mài này nè mới ngon nè. Cái mài đẹp ha, nó vậy bà ta. Thế kìa. Nè, gian nửa viên đạn kìa. Vậy lắm, cứng ngắt hả? Lấy cái này đi quấn cờ. Quấn cờ hả? Cái con sống á, mình sống, cái con sống mình làm nên mình lấy. Cái này đặt ấy im à. Tô tô. Tô tô hả? Hay trời, hay trời. Đúng rồi, đúng rồi. Lại dám quýnh cờ gì á? Cờ cà rô á. Cà rô, đúng rồi, mày. Như cái đạn luôn. Ê, gom, gom gì đi. Trời trời. Chấm à. Hai bữa có hỏi ổng chưa? Hỏi rồi. Ổng nói cái máy kia, lấy cái máy của Nhật á, trời. Mời cả nhà con ốc nha. Mời cả nhà. Ốc bằng trăng. Mời cả nhà luôn nha. Ốc bằng trăng cả nhà ơi. Mời cả nhà con sò nha. Sò giấy. Ngon đi có hai gì vậy? Đặt đi con ơi. Chiều chiều có nơi thì thở chiều dòng gió. Anh đi. Bữa nay mình phành tối nay nha. Tủ rượu. Tay anh bị gì dữ vậy? Bờ móc. Đi đi. Rộng nó cũng vậy à. Dạ. Nó cái loại nó gì nó gì. Có cát hơi à. Rộng phải gần tầng. Rộng ra hỏng hỏng đất ha. Em nói chứ đá mà nó ăn có cát. Thôi vô anh em mình nghe. 2 3 vô. Ngắt cả nhà. Ở cả nhà
chào luôn nha. Mời cả nhà. Mình ăn này đây, tôi làm cho con là không có miếng cắt. Bia này đặc biệt đặc trưng ở Phú Quốc các cả nhà. Đấy anh nói tên gì em quên nữa rồi. Mỹ. Tên gì? Mỹ. 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 Gà tử Mỹ. Đây cả nhà, con có mặt trăng nha. Bữa này quay cận cảnh cho nhà thấy nha. Đó. Này tôi làm con cho anh. Cát nó nằm ở đâu anh? Tôi cũng biết nữa. Nó mập ha. Cát và nó nằm ở trong đây. Đây nè. Cái đường đó đây, cái đường cái ruộng đó như cái. À có giống như ốc đắng của em gì vậy? Đó, giống như ốc đắng đó. Đây cả nhà. Còn cát không? Ờ nhai luôn cái cục đó luôn. Căng ạ. Nằm trong đường ruột. Lộp cục, lộp cục. Lộn lộn à. Con này mất tiêu cái đầu rồi. Lấy rồi. Lấy rồi. Ừ, hết hay chạy. Phải gì? Lấy hại chạy. Búa. Đặt hả? Cái búa đặt. Lần đầu tiên ăn thử này nha. Ờ thử đâu. Đó. Không ăn ta. Ăn sống, xong không ăn sống được. Bữa nay nè thử á. Nó ngọt dữ lắm xong ơi xong. Mời cả nhà nha. Đây cả nhà. Này là kêu bằng cái gì? Ngao. Còi. Còi. Đặc sản luôn đó. Nó mềm dữ thằng trời. Ờ nhai cảm nhận coi, nó ngọt nha. Thơm tanh luôn á. Ừ. Tao tưởng đâu nó dai dữ ai vậy, nó mềm theo vậy. Mình xào là nó dai đó nha. Xào đồ nấu chín là nó dai. Đặc biệt là nó tươi, ăn tươi là nó. Ra đây là ăn đầu biển ăn ngán luôn á cả nhà. Còn đó là ốc búa. Ốc búa là lấy cái búa hả? Ủa sao con này nó sâu dữ hả? Hay cái vỏ? Còn đó cũng dữ. Nó còn cái loại đó. Nhấp lên. Thôi con này ai bóc ruột rồi. Chưa, con này ai đâu ăn đâu. Con đó lấy ruột rồi. Tao lấy rồi đó. Lúa thì kỳ quá. Ăn thôi. Lấy rồi. Ốc này là ốc vú nàng vậy nha. Xây theo dòng á. Lấy cái này ra. Cầm đi ra mày. Xây theo. Đó. Trời ơi, xong hay chạy. Ấy, cho da luôn, cho da ruột luôn. Thôi, cát không đó. Hả? Em phải đó được rồi. Đó, lấy cái đường chỉ ở đây ra. Trời, con ốc con ngặn nó con phu ra trời, con ốc bành kilo lấy ra cái mày có chút xíu trời. Mà ngon lắm á. Lấy cái mày ra xem. Dạ. Hết hồn. Vũ em hả? Ồ, vũ nàng. Xin lỗi. Vũ em kia. Vô. Làm uống bia đi quay. Này phút trời không? 1 2 3. Ba. Vô. Mời cả nhà ăn nữa. Cả nhà ốc nha. Sâu quá có bị cát không? Trời. Ừ. Ngon thiệt chứ bộ. Làm miếng này nha cả nhà, dúng chanh một cái. Cho vô bộ tạt một cái. Nhưng mà con ốc này như thấy ngoài chợ không bán. Không. Có bán ốc lươn há bội loại bự hơn. Chắc khó ăn hay sao. Nhưng mà ngon. Ngon. Cả nhà thấy lý tưởng không? Nhậu gì biết khi nào xỉn cả nhà. Biển gió. Phất nhẹ nhẹ. Ăn ốc tự bắt. Ngao tự bắt. Cá thì cũng mấy ảnh cả nhà. Anh em cũng có đem một con cá mè lão và ra gửi tặng cho mấy anh với bác. Ok rồi, xong, rút rồi xong. Ăn đi anh. Nãy giờ không thấy anh ăn màu gì luôn á, chấm lỏng cái chén luôn á. Ăn lạc. Chai, anh ăn chai trường. Đưa em chai nước suối. Còn cái cá ha, lấy ra giống như con kia vậy đó. Dạ. Yeah. Lấy cái đường ruột mềm. Dạ. Yeah. Thịt cũng nhiều đó chứ bộ quách trà. Chính là nó chắc nó ra sới anh. Em thấy thịt nó có sới á. Ờ, chính nó chứ. Nó khô rồi, nó có sới. Nó dai. Xào là dai hả? Xào, ăn chín ăn dai. Dạ. Ngon. Ăn 1, 2, 3, vô. Ăn sống thì nó mềm, nó ngọt. Ăn sống ngon á. Nè, coi này còn ngọt hơn nữa.
Nhìn này khác nhau, nhìn sao nó ngọt không? Tại vì hai con đó con kêu là lưỡi búa. Cho hướng nào cho không hay hay cha. Mình chấm vô cái này ngay nha. Như ngoại âm rồi bữa đó chứ đâu. Đó. Vô nha, bà trời gian miếng thịt. Nhân lùm xỉn gì vậy? Ngủ ngủ thôi lắm. Da dữ trời. Cái mày da dữ. Này là gì đây? Ăn được không à? Cái gì? Thịt gà, ý là ông thịt heo rừng. Heo rừng nè. Heo rừng nè. Heo rừng nè, heo rừng. Vô. Vô. Ơi. 1 2 3 vô. À, mình làm lương xương chút xíu nữa cả nhà. Rồi mấy anh em mình sẽ đi đâu anh Mỹ. Con mực ha. Cả nhà chờ clip sau nha. Chúc cả nhà có vui 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 vẻ. Giờ tạm thời chia tay cả nhà nha. Bye bye cả nhà. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye cả nhà.